Nacha. Nacha nào? Nếu mà mình là Nacha nhé, mình đã có phép thuật rồi. Nhìn thế này. Piu piu piu. Đây, phép thuật nào. Mình sẽ thức tỉnh một phần sức mạnh trong bạn. Bạn hãy sử dụng sức mạnh của mình đi. Sức mạnh á? Nacha. Nacha có sức mạnh á? Có lửa này. Có lửa thật đấy. Đúng vậy. Bạn là Nacha. Bạn hãy giúp những người xung quanh bạn thức tỉnh lại sức mạnh đi. Những người xung quanh? Ý bạn là anh Trung, Nhi Nhi với cả anh Công á? Đúng vậy. Trung chuối vốn dĩ đã có sức mạnh rồi. Còn Nhi Nhi có sức mạnh của Hồng Hà Nhi. Công Lông Bông có sức mạnh của Hưu Ma Vương. Hãy giúp bọn họ thức tỉnh đi. Mơ à? Nó với chà chà, cứ tưởng thật. Áo giỏng nát chà, chẳng nhẽ lại là thật. Thì đi thử được. Là thật này, phải đi báo cho chúng biết mới được. Chim à? Mình mới có phép thuật thì sướng nhỉ. Ăn trộm đi, piu 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 văn sáng. Mà con hạt tiêu bảo hẹn giờ này đi chơi mà chơi nó đâu vậy? Nó lại ngủ quên rồi. Con này tiêu nó bị dở à? Trời có đang nắm đâu mà tự dưng khoác cái chăn vào người làm gì? Chăn đâu mà chăn, trịnh trọng nói cho anh biết đây là áo choàng của Nacha đấy. Này, anh ấm đầu. Ấm đâu mà ấm? Vẫn 37 độ bình thường này mà. Anh không tin là Nacha đúng không? Để em sử dụng pháp luật cho anh xem này. Anh Trung, đứng hình. Ơ, Tiêu, mày có phép thuật thật à? Sao đây? Không tin cơ mà. Ôi, sao đấy? Sao? Chứ anh không bị đứng hình à? Sao nhỉ? Lúc nãy mình có sử dụng được cơ mà. Phép thuật bị pha cây à? Thôi, sẽ phải đi thôi. Giờ trông như con dở ấy. Dở cái gì mà dở? Anh không tin em à? Úi dồi, lửa đâu ra đấy? Đâu rắn? Này, mày đi học siếc ở đâu đấy? Tha tao biết về. Rắc gồm bây giờ rắc. Chắc thật đấy, lửa của Nacha đấy. Nhìn em làm lại một lần nữa cho mình xem này. Phép thuật win and chant thích biến hình. Ủa, đâu rồi? Ai ổn, đau thật mà. Hay mình ốm nhỉ? Thôi, đi về ngủ cho khỏe. Biến lại chỗ anh Trung mới được. Phép thuật win and chantic biến hình. Sao chưa đi nhỉ? Lại bị phát kia à? Anh Trung ơi! Anh Trung! Anh Trung ơi! Anh ơi! À? Bình thường em thấy anh toàn đi rình mò vườn xoài nhà hàng xóm. Sao hôm nay tự nhiên anh đi vào vườn xoài nhà mình làm gì thế? Thì đi ăn trộm nhiều rồi. Phải về vườn nhà mình xem có thằng nào nó lấy quả nào không. Cả cái xóm nhà mình có mỗi mình anh hay đi ăn trộm chứ có ai ăn trộm như anh đâu. Em gái anh lại khinh thường anh quá. Nhưng mà đúng thật. Thôi anh vào vườn nào. Anh ơi, anh bói xem có quả xoài nào không. Anh hái ra đây cho em với nhá. Ê, xoài nó còn non, có ăn thì sang nhà khác. Xoài nhà mình á, để cho nó lớn. Lạ nhỉ. Không biết con hạt tiêu nhà mình học ảo thuật ở đâu ra chứ. Ồ, anh em nhà anh Công đúng không? Không bỏ được cái tính ăn trộm mà. Trộm! 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 Đúng là con tật giật mình. Anh Trung, sao anh lại hét như thế? Đây là vườn nhà em mà. Sao mày lại hôi theo?
thì em giật mình. Em thấy anh hô trộm trộm thì em cũng quan tính em hô trộm theo thôi chứ em... Chúc chú ấy vui tính nhỉ. Mày làm anh chạy tí mất đôi dép. Chúc chú ấy, ra đây làm gì ấy? À, em có chuyện này hay lắm, em kể cho hai người biết. Chuyện gì đấy? Hạt tiêu nhà em nha. Nó có phép thuật đấy. Phép thuật á? Anh cũng biết này. Chiêu. Nó chưa ra, bởi vì chưa luyện đến cái tầng tối thượng. Nhìn này, Nhi cũng biết phép thuật này. Ủa, Nhi cũng biết phép thuật á? Vâng, anh nhìn em bên này. Phép thuật win, enchantic, biến hình. Đúng rồi, hạt tiêu với anh cũng làm như thế này. Nhưng mà biến mất tích luôn cơ. Trí tưởng tượng phong phú đấy. Nhưng mà phải nhắm mắt vào, Nhi nó mới biến mất cho mà xem. Nhắm mắt ra. Đúng rồi, anh nhắm mắt đi. Xong rồi em biến mất nhà tiêu luôn. Thật, anh nhắm mắt đi. Rồi. Nhắm chưa? Rồi. Ê, xong đấy. Đứng đi nhìn thì số nào đâu. Được chưa? Được rồi. Đúng là con gà chùm chuối. Ôi chung rồi. Cái Nhi, nó có phép thuật thật à? Thế lại không biết rồi. Ba đời nhà anh có phép thuật đấy. Mà anh còn đọc suy nghĩ của chùm chuối đấy. Thì anh đọc được suy nghĩ của em cơ. Ồ, vậy đâu anh biết em đang nghĩ gì. Thôi, ông ảo tưởng vừa thôi. Cái thế giới này làm gì có phép thuật. Thế Nhi đâu, biến mất tích rồi. Em đây. Ủa, sao ở đâu ra đây? Em biến sau lưng anh đi. Thế á? Nhưng mà không, hạt tiêu biến phép thuật thật. Trời ơi, tin được không? Tin làm sao được? Nói phép, tùy từng chỗ thôi. Tìm một bảo. Bây giờ nhá, hai người, theo em, đi tìm hạt tiêu. Đây, phép thuật này. Chị. Khoan đã, nhiệm vụ của mình là đi thức tỉnh sức mạnh của mọi người mà. Sao mình lại lăng quăng ở đây nhỉ? Anh Trung ơi! May quá, cả ba người ở đây, em đang đi tìm mọi người. Thế tìm bọn anh làm gì? Này, anh thấy chưa? Anh nhìn cái trang phục của nó đã thấy khác người chưa? Có. Khác cái gì mà khác? Không chỉ mình em có phép thuật đâu, mà tất cả mọi người đều có phép thuật đấy. Chú chú ơi, dạ. Hạt tiêu bị bậy lâu chưa? Anh chú ơi, nhà anh biết hết chưa? Chưa, không mình anh biết rồi. Rồi. Mọi người sợ chán làm cái gì vậy? Em đã bảo rồi, chán em 37 độ rất bình thường. Ý của mọi người là ấy, không phải bảo mày bị ốm, mà là bảo mày không bình thường. Sao lại không bình thường? Ý mọi người là như nào? Ý của mọi người là ấy, mày bị dở ấy. Dội đây. Cảm ơn tránh tôi, ai lại bảo em bị dở? Nó khóc bây giờ. Vậy mọi người nhắc lại ý thôi. Mọi người nói em bị dở thế, mà em không việc gì phải dỗi cả. Mọi người nhìn em đây này. Phép thuật win and chan tích mê đi. Chú ơi. Dạ. Lừa đúng không? Em có lừa đâu, thấy chưa? Sao không có nhờ nhờ nhìn thẳng mắt nhá, biến mất tích luôn. Ôi mẹ ơi. Chúng mình đi biến đi đâu này? Lại fail à? Phép. Thôi đi đi cho nhanh, lại fail nữa bây giờ. Chú ơi. Ma à? Ma nào anh? Ma nào giữ trời nắng thế này? Nó có phép thật đấy. Mà vừa nãy nó bảo nó là gì nhỉ? À, nó là Na Cha. Trung chuối. Ê, hạt tiêu mà là Na Cha thì Trung chuối là tôn ngộ chuối à? Này, anh Trung ơi, nếu là hạt tiêu mà là Na Cha thì chắc chắn em là Hồng Hải Nhi đấy. Đúng rồi. Hồng Hải Nhi. Chả thế à? Anh rút cạnh chữ ý ra này. Em có ý ma gì nhỉ? Anh là gì? À, châu bò thế này chắc là họ nhà Ngưu nhỉ? Rồi. Ngưu Ma Vương á? Anh xin đính chính nhá. Anh chưa có một mảnh tình vắt vai thì làm sao mà bị cắm sừng được? Này, mọi người ơi, tí nữa hạt tiêu mà về ấy, thì mình cứ trả vờ là không nhìn thấy nó, coi như là nó có phép tàng hình ấy nhá. Ok luôn. Hạt tiêu. Hạt tiêu ơi. Tiêu ơi. Cơm tiêu ơi. Đang tìm mình gọi mình thì chắc chắn là tin rồi. Hạt tiêu ơi. Tiêu đi con đi. Tiêu ơi. Tiêu ơi. Khi nào hạt tiêu về nhà đúng không anh? Chắc phải đi. Mà thôi, vào trong rừng một chân mát. Đúng vào chờ xem hạt tiêu ra đi. Đi, đi. Em đi nào.
là sao? Mình biến mất chứ không phải mình tàng hình đâu. À, hay là mình có thêm phép tàng hình nhở? Này, kêu nó vào đấy, cứ giả vờ không thấy gì nhá. Vâng. Anh Công, anh Trung ơi, chỗ này mát thật đấy. Ui, trong rừng thì chả mát, mà không biết Hà Tiêu đi đâu nhỉ? Thế là mọi người không nhìn thấy mình rồi. Mình phải lại rúi cho anh Trung một cái mới được. Anh Trung xuống tránh ra ở đâu kia. Tránh được rồi, phải thế. Lá to quá nhỉ. Tí vỡ đầu. Anh Trung có khi phải cảm ơn anh Công nhé em ấy nhỉ. Mày thế. Công, cảm ơn anh nhá. Anh em giúp nhau chuyện bình thường, cẩn thận nhé, rơi thắt nữa đấy. Ông ấy không nhìn thấy mình, sao lại né được nhỉ? May mắn này, lần này á, mình tát trong mặt luôn. Nên làm sao mà né được. Lại. Này, anh Trung, em đang tàng hình mà, anh nhìn thấy em à? Vớ vẩn. Vừa nãy là học được cái trò chuẩn lâu ra đúng không? Vậy. Làm gì có chuyện tàng hình. Anh cũng tàng hình nhỉ? Chiêu đến chiêu. Sao là nãy giờ mọi người vẫn không tin em à? Mà anh Trung, nếu như bây giờ anh có phép thuật, anh sẽ làm gì? Phép thuật á? Tôi đi bắn chim, đỡ phải dùng nó. Thế thì bây giờ nhá, anh tự nghĩ là anh có phép thuật rồi anh bắn chim ấy. Tin mà có phép thuật thì ai chả tin. Tin tưởng nhá. Chào. Có gì không? Có gì vàng vàng kìa. Ủa, ảo thuật à? Anh Trung, anh làm được rồi kìa. Anh Trung, Nhi, hai người thử làm đi, chắc chắn sẽ được mà. Được, để tôi tin thử xem tôi có phép thuật không. Không có lửa này. Chị Nhi, alo rồi kìa. Nóng thế. Anh Công ạ, thế là từ nay em không phải đi tìm bật lửa để nhóm lửa nữa rồi. Đấy, anh Công, Chị Nhi làm được rồi kìa, anh làm thử đi. Anh làm đi, để anh thử nhé. Vâng. Hàng phép thuật này. Chịu. Làm gì có cái gì. Ba đứa mày định lừa anh đúng không? Đi mà! Cái gì đấy? Ôi, anh Trung ơi! Chúng ta có phép thuật thật à? Đúng rồi! Nhưng mà anh Công ơi hả? Anh làm như thế này, chủ vườn mà ra có mà. Chết à! Chuẩn! Chuẩn! Đội trưởng, làm mà tôi đến đây có việc gì? Nhiều, lần này tôi giao cho bạn, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm á? Chính vì thế, bọn anh gọi Hà Tiêu và Nhi Nhi đi cùng đi. Được, nếu mà nguy hiểm ấy, nhiệm vụ này, mình tôi đi. Bạn đừng chủ quan, nhiệm vụ này, bạn cần đồng đội của mình hỗ trợ. Một mình bạn, chưa chắc làm nhiệm vụ đâu. Sẽ quyết tâm làm xong nhiệm vụ, sẽ không bao giờ để em gái tôi rơi vào nguy hiểm được. Đi đây đội trưởng. Bên đại ý nhở. Thôi, để tầm chương sinh tiếp.
chơi. Cậu có thấy anh Trung lạ lạ không? Nãy giờ tôi cũng đang nghĩ này, nhưng mà chưa biết là có chuyện gì để khiến cái tính tình từ cọc cằn trở nên hiền hậu như vậy. Lạ quá, không thể hiểu nổi. Hay là tôi với cậu đi tìm hiểu đi, xem anh Trung gặp chuyện gì. Đúng, là anh ấy hiền lành như thế, rất là tốt cho cậu mình. Nhưng mà tôi không có quen, tôi quen anh như thế kia rồi. Hay là bây giờ cậu mình đi tìm nguyên nhân đi. Tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đứng sau ấy. Hay chúng ta đi tìm gặp đội trưởng đi. Gặp đội trưởng thôi. Ok, đội trưởng sẽ biết chuyện gì đấy. Ta đang cảm nhận được một sức mạnh tuyệt vời. Lỗ đen. Chẳng là sức mạnh. Đây kìa, dừng ngay đây lại. Tôi cảm nhận đẹp ai. Cảm thấy quá buồn rồi. Nhìn lên trời mà xem. Người sẽ bắt sức mạnh. Người chỉ có thế thôi sao? Người bây giờ phần của ta đâu? Ôi. Ra đây chưa? Ông có biết chuyện gì đang xảy ra với em trai của tôi không? Hôm nay tôi thấy anh ấy lạ lắm. Trùng chuối à? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Bình thường sao? Nhưng chúng tôi lại không thấy bình thường. À, mà mấy hôm nay không có nhiệm vụ thì sao ạ? Các bạn hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Có một số nhiệm vụ nhỏ tôi giao cho đội khác rồi. À, ban đại trưởng, anh Trung vừa đến đây, ông có biết là anh ấy đi đâu rồi không? Đi đâu làm sao mà ta biết được? Đi về nghỉ ngơi đi, hỏi nhiều thế. Hà Tiêu ơi, sao đến cả đội trưởng hôm nay cũng lạ thế nhỉ? Mất cả hai đứa mình cơ. Thôi chị về đi, không tí nữa lại ăn một trận nữa. Không, chào đội trưởng. Chào đội trưởng, chúng tôi đi về đây. Chết, ta phải mang thông về theo. Là gì? Này, bình tĩnh. Người mà làm như vậy là người mất mạng đấy. Mất mạng thì đã sao? Cái bảo vệ đến cái thân của ta ở trái đất này cũng hối tiếc. Giải thể. Không đi nào. Hà Tiêu, cậu làm sao vậy? Hà Tiêu, cậu làm sao thế? Không làm tôi sợ. Tôi cảm thấy có chuyện không lành đang xảy ra với anh Trung. Này, hay là anh Trung gặp chuyện gì nhỉ? Này, tôi có thấy anh ấy lạ lạ. Mà từ sáng đến giờ, chả thấy anh ấy đâu cô. Nhi Nhi, cậu về trước đi. Tôi phải đi tìm anh Trung đây. Tôi đi với. Anh Trung cũng là anh của tớ mà. Đi được không? Dạ. Đi. Anh đưa đây, anh đưa. Anh Thắng. Có chuyện lớn rồi. Làm sao? Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh thế nào. Trung chuối, hy sinh rồi. Anh Thành, sao anh lại nói như thế? Chuyện này không bao giờ đùa được đâu, em không tin. Mà anh Thành ơi, làm sao anh biết được chuyện này? Chuyện là anh đang đi trên đường thì nhìn thấy. Ô, Trung chuối đang đứng với ai nhỉ? Được khắc ám à? Mình phải đứng đây, sẽ tìm như nào được. Mất mạng thì đã sao? Cái bảo vệ đến người thân của ta ở trái đất này không hối tiếc. Giải thể. Không thế nào. Chú chuối. Không thể nào. Chuyện là như vậy đây. Anh ở đấy mà không giúp gì được Trung. Hà Tiêu, em bình tĩnh. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, cũng không cứu vãn được nữa. Cứu vãn cái gì nhá? Thế sao anh đứng ở đây mà anh thấy thế hả? Không, bình tĩnh đi. Tôi nghĩ chắc là thế lực hợp ám mới làm xong chuyện này. Thế lực hợp ám? Mày trả thù! Hà Tiêu, anh này,
còn nhìn gì nữa, mau đuổi theo. Hẻo bạn, anh em vào giúp anh. Có chuyện rồi. Đi theo ta. Kêu, mày đi lại đi. Làm sao rồi? Tiêu diệt tiền tiêu quá. Tôi được nghiệp kẻo ai? Đã làm gì các ngươi? Phá nhà của ta. Làm gì à? Tôi, chính các ngươi. Mà anh sao nó không bỏ nữa tôi. Này, tiêu diệt hết. Anh trả ngươi. Có liên quan gì tới ta chứ? Thế được thập án các ngươi. Sao mày trả ta? Mạnh như vậy. Được rồi. Không được. Thế là bức án rất là đông. Cậu không thể đánh lại hết bọn chúng đâu. Là sao không được chứ? Anh Trung, anh ngon lắm mà. Anh Trung. Anh Tiêu, hãy bình tĩnh. Tôi hiểu cảm giác của bạn. Nhưng bạn hãy nghe tôi nói. Thôi, không đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Ông thì biết cái gì chứ? Người thì cũng đã mất rồi. Ông làm được gì đâu chứ? Tôi xin lỗi. Đó là lỗi tại tôi. Nhưng chúng ta có một tia hy vọng. Khi chúng chuối giải thể, vẫn còn một thẻ bài sinh mệnh. Nếu chúng ta tìm được, thì có thể hồi sinh được chúng chuối. Sao? Có tia hy vọng sao? Thật yêu, cậu đừng lo nữa. Vậy là có một chút hy vọng rồi. Mong là vậy. Bây giờ, chúng ta mau đi tìm thẻ bài sinh mệnh. Liệu Hà Tiêu có tìm được thẻ bài sinh mệnh cứu sống chúng chuối không? Mời các bạn theo dõi diễn biến tập sau.